Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu một chiếc xe và mình có máy xúc nha mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Tao tô nhanh lắm. Cái xe này mày cũng mua à? Ở đó ra chỗ văn phòng thì có cây sẵn rồi, nhưng mà tao làm không hết vị tranh thì tao sẽ về nhà tao mua cây này này. À, tức là cũng được tô hả? Ừ. Đến chỗ đấy tô hả? Ừ. Tô 2-3 tiếng xong rồi về. Hồi lọ tao ra chợ xanh tao hỏi cây này bao nhiêu tiền, nó bảo 80.000. Quá đắt. Lên Shopee đặt có 12.000. Thế á? Cây này 12.000 đó. Mới được phát hộp màu mới nhưng mà tao thấy rồi cũ vẫn còn không lấy màu mới. Mưa mà mày, không sao đâu. Thế bố ăn sinh nhật ai? Hả? Đấy ăn sinh nhật ai? Sinh nhật công ty. À. Nó tổ chức à? Không. Hay là hôm nọ nó gửi cho em bộ phim mà tao lại lỗi rồi. Mưa to vãi trưởng. Tô cái này không cần lên văn phòng có được không? Mình chị em về nhà tô phải lên à? Lên văn phòng có được kính vừa làm không hay là chỉ bắn kính notebook? Bắn kính notebook là hôm nào mình bận thì mình ở nhà. Văn phòng là làm từ 2 giờ đến 5 giờ 3 tiếng. Ngồi văn phòng sướng hơn, có điều hòa kiểu. Nhưng mà tao ngồi lên mấy hôm tao ốm lên này. Nó lạnh quá. Kiểu văn phòng các mọi kiểu. Mọi người có tô nghiêm túc không? Hay mọi người tô như mày? Cái tô như tao tới. Bạn kia còn phối màu kiểu tao quất mấy mày một cái một màu. Rồi. Ở trong văn phòng có mấy người người ta chạy kiểu chắc là kỳ này mình khỏi về thật. Mình hôm 19 tháng 8 học thật rồi sao? Nhanh sớm vãi trưởng. Anh làm hết 19 tháng, anh làm hết tháng 8 nhỉ? Ừ. Không biết là mình được lên phía tòa nào tiếp theo nhỉ? Tòa 5 kìa. Tao nghĩ là tòa A5 thôi. Nếu là không phải A8. Thì nhưng A8 xuống cấp hơn A5 phải không? Bởi vì A8 ta thấy hai phòng chung nhà vệ sinh vừa tô màu xong mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Không có cái sự riêng tư á. Ăn. Ăn cháo đây.
Nó có sự riêng tư.